Từ đây đất nước thanh bình, con dân đất Việt trở về quê hương. Ngày xưa làm sao mấy vị biết mình đi khắp năm châu mà trở về quê hương? Phen này Lục có phân thay cho làm cho triều, thầy thì trẻ dân. Lục Quốc là nước Tào á, gọi là Lục Quốc. Nó là chia năm xẻ bảy, thanh thay. Thanh thay là chia năm xẻ bảy. Ai là trò, ai là thầy, mà nay nó chịu. Nghĩa là phen này Lục Quốc phân thay, ngũ mã phân thay. Bên Tàu hay có cái chuyện gọi là ngũ mã phân thay. Cho nên quý vị có tin là có nghiệp, đúng không? Tin là có nhân quả, đúng không? Hồi xưa á, cứ hay cột cái tay của người ta, 5 cọng dây cột. Mỗi cọng dây có con ngựa, cái lấy 1 cọng dây cột cái đầu, 2 cọng dây cột cái chân, 1, 2, 3 rút cái 5 con ngựa chạy, cái là người ta đứt ra 5 khúc, gọi là ngũ mã phân thay. Thì bây giờ thằng Mỹ nó cũng vậy, nó sẽ chia nước Tàu phân thay á, ngũ mã phân thay á. Cho nên mấy cái clip cũ á, thì có nói, mấy gì cho nói, trên thế giới này có hai người có hai ước nguyện giống nhau và cùng có hai sức mạnh giống nhau, thiên mệnh. Một người thì 80 mấy tuổi, người 50 mấy tuổi, mà cái người 50 mấy tuổi á thì cứ nôn nóng, tại vì tuổi trẻ máu còn nóng hơn đi đứng rồi được. Cái lâu lâu cái mình ngồi mình than, cái mấy vị trên nó hiện về nói con cần gì phải than. Có một người y như con, chỉ mong là nước Tàu chia năm sẽ bảy để mà lập lại cái tổ quốc của họ, đó là nước Tây Tạng. Người Tây Tạng họ tin là ngài Đạt La Đạt Ma sẽ trở về để lập quốc Tây Tạng của họ. Họ đem cái đạo Phật, họ chịu một cái hình phạt mất nước bữa giờ mấy chục năm. Nhưng mà ít nhiều họ cũng đem cái giống Phật gieo qua Âu Châu, qua Âu Mỹ mà mấy ngày Tây Tạng đó, thì có công đức. Cho nên họ sẽ được hội đồng chư Phật về cha hưởng lại cái quốc gia của họ. Đó là ngày Đạt Lai Đạt Ma tái sanh 14 lần, là cùng một ước nguyện. Tại vì ngài nói ngài mất là không ai kế thừa, đúng không? Nhưng mà ngài cũng bảo đảm là ngài trở về nước Tây Tạng. Nhưng bây giờ mình nhìn thực tế ngày hôm nay làm sao mà dễ được? Trời chúng cộng dễ vậy, nó nhẽ. Nhưng mà cơ trời mà. Mấy vị là có thần thông, mấy vị nói chuyện với Phật với trời được, thì mấy vị bảo đảm là bảo đảm. Còn chuyện này 50 mấy tuổi cũng nôn nóng về nước Việt Nam để mà cho đem công an việc vào làm của Mỹ về. Cái Kiệt về là tất cả bạn của Kiệt và những cái người trong quốc hội Mỹ, ông Trump, Kevin McCarthy hay là ông Mike Pompeo, những người quen trong đây nè, cả tiểu bang này cũng vậy, chỉ quen với người trong quốc hội nhiều, thì họ chỉ cần bật đèn xanh thôi, bao nhiêu công ty mà rời khỏi Trung Cộng sẽ vô nước Việt này liền á, thì cho dân cơm no áo ấm và một cái xã hội mới. 6 triệu trên hiền về, ok, con có đảng viên, con cho cha mày học cái gì đưa bằng đây, mày ra ứng cử, mày thấy ba mày. Ông giống như Trần Tuấn Anh đó, con ông đâu ra ứng cử, ok, con cháu của ông Thiệu đâu ra ứng cử. Cái là mình không có phân biệt cộng sản quốc gia, đứa nào có tài nó có thể tiếp tục giúp nước. Cha nó làm sai thì con nó sẽ bù đắp lại, gọi là lấy ân báo oán. Thì hai người có nguyện vọng cùng giống nhau, đó là cơ trời đi là vậy. Nghe thì thấy nó rất là khó xảy ra, nhưng mà nếu khó xảy ra thì mình nhìn lại bao nhiêu nay, bao nhiêu chuyện có ai tưởng tượng được mà vẫn xảy ra. Có ai tưởng tượng ông Trump bị hạch tội giấu còn hơn là Thiết Kiều nữa, mở cửa tổng thống không có xin ai một đồng bạc nào mà nó kiếm chuyện đủ thứ hết. Hôm nay trong cái tàu quốc hội nó có cái hàng cái sừng á, là bên kia là từ đầu mình biết là nó gài người vô, nó gác tội ổng là làm phá hoại cái đó, đúng không? Khi con người không có tiếng nói là bị ăn hiếp đủ thứ. Cái thế giới này nó đang đảo điên và đang khùng á. Ông Trump ổng đâu có khùng, ổng khôn lắm, nhưng mà ổng có vị trí dũng. Chỉ có cái dũng của ổng á mới bình trị được cái thế giới này. Cho nên ngày xưa
nguyện cho ổng 10 năm tuổi thọ để ổng trở lại á. Bữa giờ mấy đại tử trên mạng đó, con cho sư phụ 20 tuổi, con ngồi đó rồi đang quay phim. Con cho sư phụ nhiêu tuổi, bữa nói nhiêu? 30 tuổi hồi dư rồi, sư phụ không cần sống tới 130 mấy chục tuổi đâu. Cộng lên bữa giờ là gần cả 1000 tuổi rồi. Sống nhiều chưa chắc là tốt nghe. Xong nhiệm vụ rồi đi về, cái hạt giống đạo, nửa đời nửa đạo, phần đạo á, rồi là đã xuống cái đất này thì từ từ tất cả những cái con họ thiên sẽ làm rạng rỡ cái họ thiên, rạng rỡ cha mẹ. Còn về phần đời rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, thì trong bài cơ lời của Phật nói thì mình trời sáng. Từ xưa tới giờ Phật trời không có láo chúng ta, đúng không? Cho nên ngày Đạt Lai Đạt Ma sẽ trở về, thì sẽ trở về Đức Thầy để xuất hiện. Tại vì kiếp này hình như Đức Thầy cũng đi về Dĩ Hưu, về nghĩ là Dĩ Hưu á, à, đi về cõi Niết Bàn với Phật A Di Đà luôn. Chứ ông cũng quá quải với ông Châu Lan rồi. Thằng đại tử này dạy không xong, mấy cao đồ tứ tổ nhí đồ á, cũng cứng ní đồ, cao đồ, thấp đồ cái gì á. Mấy ngày nói trong Hòa Hảo cũng có gì cộng nó đặt vô là giả nghe. Cao đài là quá trời là giả luôn, không nắm hết luôn. Rồi Yên Tử là đạo của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng giả luôn. Cái gì cũng giả trong đó hết. Còn cái giáo hội của Việt Nam này thì mình biết rồi đó. Cho nên ngày sợ quá, ngày đi nhập diệt luôn, về rảnh, khỏe. Xong nhiệm vụ của thế gian, tổng cộng là một đời người 100 năm. Từ ngày ngày ban ra những cái sấm cơ, lập cho đạo Hòa Hảo, cho đến khi mà lập hội Long Hoa, rồi xong sau đó đó, là cơ vận cứ lưu truyền mấy nghìn năm quả địa cầu này, ở cái thời rất là cực thịnh. Cho nên ở Việt Nam hôm nay người ta rất là đói khổ. Họ càng đói chừng nào, khi mình đói á, là lúc đó mình tránh tư duy nha. Khi mà mấy con mà đói đói, ngồi góc chuối hay góc ổi, lấy trái ổi ăn, lấy chuối ăn á, mình sẽ nhớ lại những lúc mình phí phạm đồ ăn, đúng không? Rồi mình nhớ lại những cái lúc mà mình xài tiền phung phí, đúng không? Đây cũng là một bài học. Đến khi mà qua cái lúc mà đói khổ, không có việc làm, chán nản, thì đến lúc mà thời vàng kim còn lại á, mình mới trân trọng cái thời vàng kim. Mình mới không có thể để cho người ta mị dân gạt mình nữa. Làm gì có chuyện là xã hội chủ nghĩa, làm gì có chuyện người khôn tỷ phú. Người ta làm giống như Alon bây giờ kêu nó qua Africa, nó lấy hết tài sản rồi nó đi sống, rồi kêu mặc quần xà rong rồi cầm tầm dông giặt nhọn. Mình nói sao chủ nghĩa đi, nghĩ nó làm được không? Nó đâu có đi săn được như mấy thằng phi châu. Cái đó là cái thiết mà gọi là của vô thần á, họ đặt ra rất là sai, không có đúng. Bây giờ mình nói là kêu anh Phạm Nhật Dưỡng mình đi, bây giờ đi đi lên trên vùng núi của nước Việt hiện giờ đang chết đói đó, lấy hết tài sản ảnh chia hết cho mấy người đó, rồi ảnh đi vô ảnh lại mà mấy cái đồ á để đi hái chuối hay là đi bắt cá rồi ảnh làm nổi không? Như Đà Phật không có chuyện đó, đúng không? Rồi giống như mấy cái người mà bây giờ như là Tân Hiệp Phát hay là bà Lan gì đó, giờ kêu mấy bà chỉ vô vùng quê thôi, mang đi chân không mà lội xuống dưới bùn á, lội nổi không? Ú sợ đĩa quá. Ô có một chuột chết. Chùa làm láng được hết. Hồi đó Việt Nam năm 70 trước khi vượt biên á, trời ơi có quần xà lõn với cái ở trần thôi, chứ mặc áo nó ướt còn lạnh nữa. Trời ơi, trần nó đen thui như miên. Tối ngày trời mưa, nó ẩm ẩm, nó mưa từ sáng tới chiều, mưa Việt Nam. Rồi cứ là trường trường ở dưới bùn á, cấy lúa mà.
rồi cứ lăn ngoài đó trời mưa, rồi tới nắng nó lên á, rồi cái lưng nó nóng lên á là đen luôn nữa, chỉ có cái quần đó, nó mau đứt chứ không rồi gì nó ướt nhiều quá, cột kiểu nào cũng đứt hết trơn á, rồi gặp nước nó chảy mạnh nữa rồi tối tài thời nhỏ á vậy. Cho nên khổ kiểu nào cũng vui, nhưng mà cái thời đó cái đầu mình vô tư lắm nha, không có gì để mất, mình làm gì làm mình có thể mất hết vật chất tài sản, mình đừng có để mất cái linh hồn của mình, mất cái linh hồn mình là mất tất cả đó nha, mất tiền trước, mấy thằng đại gia tỷ phú mà bữa nay cái nó bị bệnh Alzheimer á, bệnh mất trí nhớ, nó còn hơn là phá sản nữa. Tại vì nó đâu có biết xài tiền đâu, nguy hiểm lắm á. Nhưng mà mình đọc kinh với ngồi thiền mỗi ngày á, mình tăng trí tuệ và đồng thời mình trị được cái bệnh liệu á, với bệnh lẫn. Đọc thơ tiết, đọc bài hai bài nữa, break time này cũng đói bụng.